Trọng kính cha cố Giuse nghĩa phụ của cha Phêrô Ngô Di Hoàng. Trọng kính quý cha quản hạt, cha giám đốc đại chủng viện, quý cha cố, quý cha và đặc biệt cha Phêrô Ngô Di Hòa thân mến. Kính thưa quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà, anh chị em, mọi người tham dự thánh lễ tạ ơn hôm nay. 25 năm trước, con biết cha Phêrô Ngô Di Hòa, được Đức cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật truyền chức linh mục âm thầm một mình tại nhà nguyện của tu hội tông đồ nhỏ. Và những người biết chuyện cứ im lặng giữ mãi cho đến khi Ngài có tên trong danh sách chịu chức, người ta mới ngỡ ngàng Ngài đã làm linh mục được 8 năm. Hôm nay, con được Ngài mời chia sẻ trong thánh lễ tạ ơn mừng hồng ân ngân khánh linh mục. Chỉ đơn giản, con đã hiện diện trong đời linh mục của Ngài từ thuở ban đầu cho đến bây giờ, đã trở thành người bạn hiệp hành với Ngài như một người thân, đời linh mục chui rồi thi hành sứ vụ. Con với Ngài có lúc xa lúc gần, nhưng tình cảm thì vẫn mãi gần nhau. Vì con biết nhiều về Ngài, càng biết nhiều càng thấy đời Ngài nhận quá nhiều hồng ân từ Thiên Chúa, từ giáo hội và từ nơi mọi người. Rồi từ đó thấy đời Ngài như là một cuộc đời mắc nợ. Nay Ngài đã được 25 năm trong chức linh mục, mà tính những năm tháng phục vụ, Ngài mới chỉ có 17 năm. Dưới ánh sáng lời Chúa, hôm nay con xin chia sẻ với cộng đoàn về món nợ đời linh mục kỳ lạ này. Trước hết, cha Phêrô Ngô Duy Hòa nợ Thiên Chúa một đời dâng hiến. Như trong bài đọc 2 thư gửi tín hữu Philippe, Thánh Phaolô đã viết: tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là Đức Kitô. Và cuối bài đọc, Ngài nhấn mạnh: dù đạt tới đâu đi nữa thì tôi cũng cứ thay theo đó mà thẳng tiến. Đúng như vậy, ơn thánh chức của Ngài cứ vậy mà thẳng tiến với những quyết liệt chọn lựa ngay từ lúc ban đầu. Người Việt Nam chúng ta bảo rằng để là hòn đất và cất lên là bụt thần. Linh mục luôn ý thức bản chất mình chỉ là hòn đất, chỉ là bình thường như muôn ngàn người bình thường khác, vì mình cũng là con cháu A Dông bởi đất mà ra. Nhưng từ ngày được bàn tay Chúa yêu thương đụng chạm đến, mình không còn như trước đây nữa mà đã được cất nhắc lên trở thành con người mới trong một thiên chức mới với một sứ mạng mới. Khi Chúa cất một người lên làm linh mục thì không do tài năng công cán của người ấy, mà hoàn toàn do ơn tuyển chọn của Chúa mà thôi. Đức cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật, giám mục giáo phận Xuân Lộc trước đây, Ngài rất thích một bài hát có những lời như thế này: đến nỗi khi Ngài nằm xuống, các chủng sinh của Ngài đã ôm khăn tang khóc trước linh cữu của Ngài. Từ muôn đời, Chúa đã yêu con và còn yêu con mãi mãi. Chúa chọn con, đã chọn con giữa muôn người, và người nâng con lên giữa hàng dân thánh Chúa. Ôi suốt đời con, bao giờ con cảm tạ cho xứng Chúa ơi. Các linh mục chỉ cảm nhận, chứ chẳng bao giờ lý giải được là tại sao Chúa lại chọn mình, một thanh niên chân lấm tay bùn của miền đồng bằng Bắc Bộ, mà Ngài không chọn người khác có khi hoàn hảo hơn mình ở tại những thành phố đô thị miền Nam. Đó là huyền nhiệm. Một nhạc phẩm của ông Phan Huỳnh Điểu, Phổ Thơ Xuân Quỳnh, mang tựa đề Thuyền và Biển. Linh mục cũng giống như một con thuyền giữa mênh mông của biển đời sứ vụ. Ngày nào linh mục xa rời ơn gọi thì là chỉ là thuyền trơ vơ không bến bờ, chỉ còn là bão tố hay nằm phơi trên bờ cát trắng vô nghĩa trong số phận. Chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông chừng nào
chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu. Và vì thế linh mục giống như các tông đồ nợ Chúa kể từ ngày khi đứng dậy khỏi chỗ ngồi vá lưới, khỏi cha già của mình hay khỏi thùng tiền thu thuế, để như Phêrô họ đã thưa với Ngài một lời cam kết: bỏ thầy con biết theo ai. Vượt qua những ngỡ ngàng và gian khổ của thời cuộc, cha Phêrô cứ nợ Chúa những ân sủng thánh thiêng để nâng những bước chân tông đồ của mình qua những năm tháng khác biệt. Đây là không phải là nợ nần cân đo đong đếm của trật tự xã hội mà chúng ta phải đền đáp, nhưng đây là món nợ tình yêu. Nợ nần xã hội có thể trả, nhưng nợ tình yêu trong ơn gọi linh mục thì chỉ có một cách là đền đáp khả dĩ, đem hết cuộc đời mình mà trả nợ chưa chắc thanh thỏa, bởi vì Ngài đã yêu thương họ cho đến cùng. Điều thứ hai, nợ giáo hội, nợ một đời phục vụ. Hồi đó vào năm 1979, khi đất nước chúng ta căng mình trước cuộc chiến vệ quốc với phương Bắc và biên giới Tây Nam phải chống chọi với bọn diệt chủng Pol Pot, Yen Sari, mọi thanh niên đều được gọi lên đường nhập ngũ. Cha Phêrô là như vậy. Ngài chỉ biết đơn sơ nói với Chúa lời xin vâng khi Ngài đã đến với Đức Giám mục Giáo phận Phát Diệm: này con đây, Chúa gọi con. Ánh đèn cung thánh cứ lúc tỏ lúc bờ, soi bước chân của người trẻ lúc bấy giờ không tìm ra lối thoát. Thế là từ đó Ngài mắc nợ giáo hội địa phương là Giáo phận Phát Diệm, nơi cưu mang mình được Đức Cha Phaolô Bùi Chu Tạo, Giám mục Phát Diệm, nhận làm tu sinh giáo phận từ giáo xứ Tôn Đạo. Và cũng từ lúc đó, Ngài lại chuẩn bị ba lô trên vai người trẻ lên đường nhập ngũ trong bầu khí của miền Bắc đói khổ, sôi sục chiến tranh. Đi bất cứ nơi đâu khi đất nước đang cần, Việt Nam anh dũng đang dục đón ta. Tổ quốc thân yêu ơi, chiến trường đang vẫy gọi, hiến dâng người đây sức tuổi 20. Rất nhiều thanh niên đã ra đi và Ngài cũng ra đi. Chính lúc này Ngài nợ hội thánh nhiều hơn trong sự đùm bọc yêu thương giữa 1000 gian khổ. Ngài đi bộ đội 4 năm trong lữ đoàn 25 sư đoàn 363 thuộc quân khu 3 đóng tại Hải Phòng. Đó là những tháng ngày đau đáu để giữ niềm tin và giữ ơn gọi. Sau thời gian thử thách trong quân ngũ, về với quê hương một vài năm chẳng đi đến đâu, chẳng được học thần học để tiếp tục ơn gọi. Đức cha Phát Diệm thấy Ngài rất thiện chí, gửi Ngài vào Nam để Xuân Lộc đùm bọc, và cụ thể là Đức cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật nhận để đào tạo. Cứ đi mà không biết tương lai, cứ đi mà trong tầm tay chẳng có tương lai. Thế rồi không có bến dừng, cứ tin mà đi vì chẳng có gì ở trong dự định của mình. Giống như trong bài đọc 1, Abraham đã từ bỏ xứ sở nhà của tổ tiên mà đi theo chỉ dẫn của Thiên Chúa. Các đức cha đã đưa Ngài về ở với Đức Tổng Du Xe Nguyễn Năng tại giáo xứ Thuận Hòa để học đại học tại Đại học Đồng Nai. Và cũng ở đấy, Đức Tổng Du Xe cũng như chủng viện Chui Xuân Lộc đồng hành với Ngài trong ơn gọi chủng sinh giữa đêm tối của hoàn cảnh lúc bấy giờ. Như vậy, Phát Diệm và Xuân Lộc, các giáo phận này đã cho Ngài một đôi cánh để Ngài bay trong vùng trời mênh mông của sứ vụ linh mục. Và rồi, Ngài đã bắt đầu như vậy, chịu chức phó tế, rồi chịu chức linh mục ngày 18 tháng 11 năm 1998 ở tại trụ sở tu hội Tông đồ nhỏ Gia Kiệm,
trong tay Đức cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật bằng ủy nhiệm thư của Đức cha Phaolô Bùi Chu Tạo, giám mục phát diệm. Không về được giáo phận gốc của mình, cũng không thể công khai thi hành thánh chức linh mục ở Xuân Lộc, ngài âm thầm sống thiên chức, không ai biết mình trong vòng 8 năm chịu đựng, hy sinh và đợi chờ. Từ giáo xứ Thuận Hòa đến giáo xứ Hưng Bình và rồi giáo xứ Phúc Nhạc. Kể từ đó, ngài vướng món nợ thiêng liêng phải đáp trả là tình yêu Thiên Chúa dành cho mình, món nợ mục vụ là đáp trả tình thương của giáo hội tuyển chọn mình. Không phải vô tình mà ngay trong lễ chuyển chức phó tế bậc đầu tiên của hàng giáo sĩ, trong lời thẩm vấn, Đức Giám mục đã lấy Chúa Giêsu đứng đến không để được phục vụ mà để phục vụ, làm gương mẫu và hữu ý cho tất cả chúng ta thấy hình ảnh của những người thuộc về Chúa giữa lòng giáo hội phải là con người phục vụ. Mẫu gương của Chúa Giêsu đã làm trong bài phúc âm hôm nay là trong bữa ăn, ngài đứng dậy rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, lấy khăn và thắt lưng, rồi đổ nước vào thau, ngài cúi xuống rửa chân cho các tông đồ. Hàng năm trong các thánh lễ truyền dầu, khi linh mục lặp lại lời hứa trước mặt giáo dân, mình sẽ là người phục vụ dân Chúa cách riêng cộng đoàn được trao phó, cha Phêrô nhận nợ Thiên Chúa phải có một đời để trả. Nợ Thiên Chúa cụ thể là nợ những cộng đoàn mà ngài được sai đến. Bằng việc phục vụ đòi phải cả một kiếp người phải trả cũng không đủ. Ngài chỉ có 17 năm linh mục công khai, đã ở Tín Nghĩa, ở Bạch Lâm và rồi bây giờ ở Bắc Hỏa. Muốn bù cho những năm tháng ở trong hầm trú không được làm việc, ở đâu ngài cũng phục vụ hết mình, như khẩu hiệu của đời linh mục, ngài đã thương yêu họ cho đến tận cùng. Cha Phêrô lao vào xây dựng các đền thờ tâm hồn, ngài xây dựng cả những đền thờ vật chất như nhà giáo lý khang trang ở Tín Nghĩa, và nhất là các công trình nhà thờ, nhà sứ, nhà giáo lý, khuôn viên tượng đài Đức Mẹ mà nhiều người đã một thời bảo rằng đấy là nơi Đức Mẹ hiện ra ở Bạch Lâm. Cả một quần thể hoành tráng là điểm đẹp cho các đôi hôn nhân đến chụp hình, cho các đoàn hành hương Đức Mẹ núi cuối dừng chân thăm viếng. Chính ngài đã giúp Đức Giám mục giáo phận trong việc tách Bạch Lâm thêm hai giáo xứ mới là Kim Pháp và Gia Pháp. Cho đến nay, khi ngài về với Bắc Hòa, trong lòng vẫn thao thức phải làm thế nào để yêu thương họ cho đến tận cùng, và ngài bắt đầu không ngơi nghỉ. Điều thứ ba, cha Phêrô nợ mọi người một đời tình nghĩa. Dừng lại trong ngày kỷ niệm 25 năm thủ phong linh mục, vị linh mục còn nhìn lại cuộc đời của mình để thấy bao hy sinh, ân nghĩa, ân tình của gia đình, của người thân, của giáo dân và nhiều người âm thầm chắt chiu cho cuộc đời của mình được như hôm nay vững vàng và tốt đẹp. Khi ngài là cánh chim cứng cáp tung bay vào trong cuộc đời, thì bà cố đã chết. Nhưng là linh mục chui, ngài ngậm đắng nghẹn ngào, không dâng cho mẹ được lễ an táng. Vài tháng sau, ngày 8 tháng 8 năm 2006, Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh tổ chức lễ phong chức linh mục cho 29 cha mới. Trong thánh lễ, chỉ có 28 vị quỳ xuống để đặt tay cha Phêrô Nguyễn Di Hòa. Ngài đi cấm phòng lâu hơn anh em, ngài không về trong ngày đó bởi vì ngài đã làm linh mục. Gia đình của ngài cũng vậy, cứ chân chất đi theo ơn gọi của ngài. Như thuở nào, ông cố mất năm 2012 khi ngài coi sứ Tín Nghĩa. Ngày ngài làm linh mục, các em, anh chị em gia đình chưa ổn định,
Nay vị linh mục là người con thứ 7 trong một gia đình 11 anh chị em, có thể thấy mấy chục năm qua gia đình mình hoàn toàn sống trong tình thương của Thiên Chúa. Một số anh em vẫn còn ở quê Tôn Đào, Kim Sơn, Linh Bình, một số nữa ở tại Cây Gáo, Tràng Bơm, Đồng Nai. Những năm tháng bơ vơ ở tại miền Nam, giữa nhiều người không hiểu hoặc không biết, Ngài vẫn được sự giúp đỡ âm thầm hoặc công khai hoặc kín đáo, nhất là sự giúp đỡ tận tụy và yêu thương của Đức Cha Cố Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật và của Cha Cố Nghĩa Phụ Giuse Nguyễn Việt Tiến. Các ngài đã đón nhận Cha Phêrô để bảo bọc, chở che và hướng dẫn. Trong bài phúc âm, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã đứng dậy, Ngài thể hiện một tình yêu thương phục vụ, Ngài yêu thương những người thuộc về Ngài và Ngài yêu thương họ cho đến tận cùng. Vị linh mục của chúng ta thấy rằng chỉ còn có một nợ mà Thánh Phaolô bảo anh chị em nợ tình thương với nhau, chỉ có vậy mà thôi. Ngài ghi khắc trong tâm món nợ tình yêu cho đến suốt đời mình, 60 năm và 60 năm phận người và 25 năm linh mục. Vì thế vị linh mục mắc nợ mọi người, Ngài còn mắc nợ cả lương dân, nợ nghĩa tình phục vụ lời truyền rao chân lý cứu độ. Tất nhiên, đối với linh mục, việc chăm sóc mục vụ cho các tín hữu tự nó đã hàm chứa sứ mệnh loan báo tin mừng, hàm chứa việc mình trả nợ cho mọi người, kể cả nợ lương dân lời rao giảng phúc âm. Tuy nhiên, món nợ này đôi khi chúng ta quên, đôi khi chúng ta chủ ý bỏ quên, hoặc thường thì được trang trải một cách nhẹ nhàng dưới những hình thức gián tiếp như là công tác bác ái xã hội. Nhưng nợ vẫn cứ là nợ, trả thế nào thì vẫn cứ trả, nhưng thiếu thì vẫn thiếu. Trong thiệp báo tin thủ phong linh mục hay ngân khánh của các linh mục, chúng ta thường thấy có một dòng chữ ghi như thế này: xin Chúa trả công bội hậu cho những ai giúp con tiến lên bàn Thánh Chúa. Những câu đấy chính là lời nhắc cho vị linh mục mình đang nợ Thiên Chúa, nợ cuộc đời, nợ hội thánh, nợ mọi người. Lời mời gọi hãy theo Thầy xác quyết sự đòi buộc phải trả nợ cho mọi người cho đến chết của phận đời linh mục. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, hôm nay chúng ta tạ ơn Chúa về hồng ân linh mục 25 năm của Cha Phêrô Ngô Duy Hòa. Trong thánh lễ tạ ơn ngân khánh hôm nay có sự hiện diện của rất đông người, một lần nữa lại đổ vào đời linh mục của Ngài món nợ ân tình càng ngày càng lớn. Ôi linh mục, một cuộc đời mắc nợ đến bao giờ mới trả hết cho xong? Ôi linh mục, phận người thật long đong, nợ ngoài nợ trong, từ thuở nên bản thành. Riêng với Cha Phêrô Ngô Duy Hòa thân mến, khẩu hiệu đời linh mục của cha là Ngài yêu họ cho đến cùng. Ngày ngân khánh linh mục nhìn lại đời cha mới thấy tình yêu tràn đầy. Yêu Chúa, tình yêu Chúa đã dắt cha đi đến độ điên cuồng. Một đời theo Chúa can đảm và diệu kỳ khác hẳn các linh mục khác trong anh em chúng tôi. Tình yêu đã dắt cha đi. Tình yêu là món nợ cha phải trả cho Chúa, cho hội thánh và cho mọi người. Chúc cha luôn luôn sống cho hội thánh như chị Thánh Teresa trong khúc hát Một Loài Hoa đã tâm sự về một đời yêu thương. Con sẽ là tình yêu trong cung lòng hội thánh tình yêu. Con muốn dâng cuộc đời làm tình yêu đốt cháy mọi nơi. Một tình yêu cao siêu, một tình yêu đền đáp tình yêu, đang khi dẫu con mọn hèn và thua kém nhất trần gian. Amen.